Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hồ Nga, năm nay mình 27 tuổi, hiện tại mình là chủ shop của một cửa hàng thời trang và bên cạnh đó thì mình tham gia bên lĩnh vực nghệ thuật như là đi quay phim, quảng cáo. Và như các bạn đã biết thì thời tiết trong Nam thì vô cùng nóng nực và ẩm ướt, với việc di chuyển hàng ngày như thế thì khiến mình ra rất nhiều mồ hôi và sẽ không thể nào tránh được tình trạng viêm nhiễm cô bé. Mình bị khí hư ra rất là nhiều và phải sử dụng băng vệ sinh hàng ngày, và việc sử dụng như thế thì khiến mình rất là bí bách và cảm giác rất là ngứa ngáy, làm mình tự ti với đồng nghiệp và người yêu rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là buồn phiền vì điều đó. Và may mắn thay, trong một lần lướt mạng thì mình biết được sản phẩm gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ. Sản phẩm này được quảng cáo là có tác dụng điều trị bệnh viêm nhiễm hiệu quả. Lúc đầu thì mình cũng không tin lắm đâu, nhưng cũng mua về dùng thử xem thế nào. Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Sau một tuần sử dụng thì mình cảm thấy khí hư đỡ rất là nhiều, hầu như các tình trạng bị viêm nhiễm phụ khoa giảm đi đáng kể. Và mình thử sử dụng tiếp thêm một tháng nữa thì hiệu quả vô cùng bất ngờ. Cô bé thì trở nên hồng hào hơn, trở nên thơm tho hơn, rất là thích. Và mình không còn bị tự ti với lại đồng nghiệp nữa. Và trong việc với bạn trai thì mình cảm thấy rất là thoải mái và rất là dễ chịu hơn. Mình cảm ơn gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ đã cho mình một cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn. Đây là một sản phẩm duy nhất trên thị trường có thành phần là Nano Nghệ và Berberin, đã được kiểm chứng, minh chứng trên nghiên cứu khoa học và được cấp phép của Bộ Y tế. Chị em có thể hoàn toàn tự tin với một cú khỏe mạnh và không có mụn.